Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hiện tại hôm nay mình rảnh, mình đi ra sông câu cùng với một người anh và một người em. Thì để xem hôm nay ba người bọn mình thì câu và thu hoạch được những gì ha. Hiện tại thì mình đang đứng ở bờ sông như thế này, khá là dài và khá là rộng luôn. Đây, một hình ảnh ông anh đang gắp câu và chuẩn bị móc mồi vào câu cá Đặt ha. Đây là một cừng cơ thủ. Hồi đó là vua câu cá. Đây hiện tại thì đem theo chỉ có một vài cừng thôi, còn ở nhà khá là nhiều luôn. Đây do nặng quá nên mang theo không tiện lắm. rồi, hôm nay cô 5 tầng thôi nhá. Đấy. Ngày hôm anh mình nói chứ hôm nay chỉ câu 5 cần thôi, còn ở nhà khá là nhiều luôn. Đây, một con sông nè mọi người, khá là lớn luôn ha. Rộng qua dài luôn. Cá thì ở sông này khá là nhiều luôn, nhưng mà hôm nay câu thì thu hoạch không biết như thế nào. Rồi mình mời mọi người theo mình cùng ông anh và một người em nữa thì chúng ta đi câu cá nha. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Đây, hiện tại thì ông anh mình đã quăng một cây cần câu đầu tiên. Quăng khá là xa luôn. Này mọi người thấy không? Cá nó lội ở giữa cái kênh như thế này nè. Đó, khá là to luôn. À, nó bò bò này mình thấy không? Ở giữa cái màn hình của mình nè. Đó, nó bơi lội đó. Cá dài rất là dài luôn. Mình không biết là cá gì nữa. Ở đây thì nhiều loại cá ha, cá lăng, cá chép luôn, rất là nhiều. Đây, mọi người thấy không? Đó, nó nằm rồi, nó lội rồi. Nãy giờ mình thấy khá là nhiều luôn. Thôi, hiện tại thì mình đang đứng ở một con kênh nhỏ này như thế này nè. Thì mình thấy cá khá là nhiều luôn. Để mình sẽ đi xuống dưới đây, mình sẽ quay cận cảnh để cho mọi người cùng xem nha. Mà không biết thời tiết hôm nay mình quay có thấy rõ hay không. Thì mình mời mọi người theo mình để mình quay lại cái cá mà nó bơi lội dưới này nhiều như thế nào để cho mọi người cùng xem nha. Hiện tại thì mình đang đi với một người em để mình sẽ quay ra đây cho mọi người cùng xem nha. Đây nè mọi người. Hiện tại thì những con cá nó hay theo cái đường kinh, những cái thác nước như thế này nè. Thì mình thấy cá khá là nhiều luôn. Để quay lại cho mọi người cùng xem. Đây là em của mình. Đây, mình quay cận cảnh nha. Nãy mình thấy cá khá là nhiều luôn mà không biết cá nó nằm đi đâu không à. Mọi người, cá khá là lớn luôn nè. Ôi, mọi người thấy không? À, nó bơi rồi. Ôi. Thì để mình lội dưới cho mình quay nha. Đây mọi người, cá lên bờ nè. À, mọi người thấy không? Ủa, cá khá to luôn, mấy cân luôn nè. Đây mọi người thấy không? Đây, đây, đây. Đó, đó. Đó. Ồ, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi, chạy rồi. Ôi, nó lội kìa. Tiêu rồi. Thì hiện tại thì 4 cần mình sẽ để ở đây. Thì mình sẽ đi theo mấy anh em đi ra phía bên kia để chúng ta bắt cá ha. Rồi hiện tại mấy anh em mình đang xuống một cái con kênh đường nhỏ như thế này nè, để chúng ta kéo lục bắt cá ha. Gần không à mọi người. Đây là cá khá là nhiều luôn. Đây. Ừ, nó phải cần giấc phải đi xe đi mấy xe làm rồi tấp một từ bên kia đẹp không? Sang như đi bộ từ đây xuống kia từ đây lên đây đẹp. Thôi chứ mà đi xe chứ mà đi xe. Cá giữa sông kìa anh.
cái nơi giữa sông là cá giữa sông. Đây tụi con bự phát mà. Anh nhìn thấy không? Tụi con hát là có mắt không có đá. Tiếp thôi. Có cá, có cá, có cá mọi người. Có cá. Dính rồi, dính rồi. Ồ, hay quá. Ồ, ồ, ồ. Trời ơi. Xuống rồi, xuống rồi. Mọi người thấy không? À, câu nó quằn câu luôn nè. Ồ, cá gì gọn sống kìa. Ồ, ồ, cái vợt của mình đâu? Ồ, ồ, cá kìa. Wow. Ôi. Trời ơi, trời ơi. Ôi. Trời ơi, trời ơi. Quá, quá, quá. Quá. Ồ, cá nó nổi lưng kìa. À, ôi, cá khá to mọi người ơi. Ôi. Cá lăng. À, cá mè hả? Ôi, to thế. Trên 10 cân ạ. À. Ồ, mọi người thấy không? Ôi, nó mệt rồi anh. Ăn không? À, mọi người thấy không? Ôi. Ý lời hả? Tôi ít phai là, ok rồi. Ồ, cá mè. Thấy không? Cá khá to luôn nè. Đây, giờ em kia lội xuống bắt cá nha. Quá wow, trời mọi người ơi. Wow, cá kìa. Mồm. Mọi người ơi. Khá là thú vị ha mọi người. Cá kìa. Wow. Đây, mọi người thấy không? Cá khá to. Đây, thành quả. Chỉ quăng một vài phút thôi rồi được con cá như thế này nè. Đưa 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 đầu đưa đang cá đứng lên nè, đứng lên, đứng lên. Ồ, mọi người thấy không? Trời ơi, quá trời cá luôn. Cá mè to nhờ, nhìn đẹp nhờ. Ừ. Rồi, thu hoạch hôm nay của mình thật quá là tuyệt vời hay mọi người. Nhờ mấy anh em mình đi về cái chỗ cũ, vị trí câu. Wow.
Đây, mọi người thấy không? Thành quả một con cá trên 10 cân nha. Chữ tay luôn. À, cao thủ của cầu thủ có khác. Cá hết hồn cá. Đúng hai phần này. Wow. Rồi. Cá này trên 10 cân mọi người. Thành quả. Thành quả hôm nay. Thành quả hôm nay được thả được chục phần thôi. Ơi mọi người, hiện tại cần câu của anh mình đang bị giật nè. Để giật cần câu nè. Để xem qua là có cá to hay không nha. Ồ, nặng quá anh. Wow. Ui ui ui. Quá. Ui, cá gì đây? Đây. Kéo nặng tay luôn nè. Đây. Trời hiện ra cũng đang sập tối nha mọi người. Ô, cái gì anh? Cá lăng hả? Wow. Thế là được một con cá lăng nha mọi người. Quá tuyệt vời. Quay qua. Ồ. Đây là mua con cá nha. Quá tuyệt vời. Thôi, thả nhé, cho nó phóng sinh nhé. À, hiện tại thì cá này nhỏ nên anh mình phóng sinh nha. Rồi. Rồi thả. Hay quá. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục nha. À, mọi người ơi, hiện tại thì mấy anh em mình hôm nay thành quả chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thì mình giờ này cũng sắp tối rồi. Thì mình xin kết thúc cái video clip tại đây. Hẹn mọi người và gặp lại mọi người ở những cái video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.